Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái màn hình chuông cửa IP của Hikvision. Đây là một cái sản phẩm mới theo giao diện UI rất là dễ dàng cho người sử dụng. Mình giới thiệu qua về cái màn hình chuông cửa này. Đây là một cái màn hình có kích thước 7 inch cảm ứng với độ phân giải là 1024x600, tức là có thể liên kết được đến các nút nhấn camera gọi cửa với độ phân giải HD, Full HD. Kèm theo đó là khe cắm thẻ nhớ để lưu trữ những hình ảnh tin nhắn lên đến 32GB. Mở khóa điện cửa một khóa cửa có điện cổng và đàm thoại hai chiều từ xa qua điện thoại thông minh. Đấy. Tích hợp kết nối mạng bằng mạng dây hoặc là Wi-Fi. Kèm theo đó là chức năng cấp nguồn 12V DC hoặc là cấp PoE qua màng LAN. Với sản phẩm chuông cửa có hình này thì các bạn có thể ứng dụng trong các căn hộ chung cư, nhà riêng, biệt thự, đấy, các tòa nhà, vân vân. Đầu tiên để mà sử dụng cái màn hình này, bạn cần phải kích hoạt thiết bị bằng cách là đặt mật khẩu cho thiết bị. Đặt mật khẩu cho thiết bị thì là mình sẽ có hai cách, một là qua phần mềm IVMS 4200 hoặc trực tiếp trên màn hình này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn qua trực tiếp trên màn hình. Trực tiếp trên màn hình thì đây các bạn nhập mật khẩu là phải có 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ và số. Đấy, ví dụ mình đang đặt nha. Phần này không giống nhau. Đấy, sau khi nhập mật khẩu và xác minh nhập mật khẩu kích hoạt thiết bị thành công, các bạn ấn OK. OK. Tiếp theo nó sẽ có yêu cầu là chọn ngôn ngữ cho thiết bị này. Chúng ta có ngôn ngữ tiếng Anh là mặc định và ở đây nó có hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng Việt. Thì các bạn ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Việt cho dễ sử dụng. Đấy. Bước tiếp theo là nó yêu cầu mình chọn đặt mạng, địa chỉ IP cho cái màn hình này. Thì ở đây mình chọn 2.168. Đây các bạn đặt địa chỉ IP tĩnh cho cái màn hình, cho máy. Hoặc các bạn cũng có thể đặt IP động nhưng mà bằng cách nhấn vào nút DHCP. Nhưng mà theo mình thì mình đặt IP tĩnh để cho cố định và hoạt động ổn định về sau. Các bạn nhấn vào tiếp theo. Đấy. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có những cái tùy chọn để mà các bạn kết nối đến cái màn hình, kết nối đến cái nút nhấn camera gọi cửa trực tiếp không cần phải qua phần mềm. Thì đầu tiên là các bạn chọn cái màn hình này ở chế độ là chạm trong nhà, tức là màn hình chính. Số tầng thì các bạn đánh tùy chọn từng 1, từng 2, bạn đặt ở tầng nào thì bạn đánh tầng đấy. Đấy. Các bạn nhấn vào tiếp theo. Tạo mật khẩu để các bạn nhấn vào tiếp theo. Đấy. Tiếp theo thì khi mà sử dụng cái màn hình này, nếu mà bạn có cái nút nhấn camera gọi cửa đã được kết nối vào trong trong hệ thống này thì màn hình sẽ tự động tìm kiếm đến nút nhấn và kích hoạt liên kết. Đấy. Kích hoạt liên kết. Xong, đây là bước thiết lập ban đầu. Thì các bạn sẽ trở ra cái màn hình trang chủ. Đây, nó sẽ có biểu tượng là thời gian. Tiếp theo đó là phím đầu tiên là phím gọi. Phím thứ hai là tin nhắn. Phím ba là xem. Xem trực tiếp, cũng như là xem cái nút nhấn camera ngoài cửa hình ảnh như thế nào
và cuối cùng là phần cài đặt. Đấy, phần cài đặt đây. Đấy. À, mình sẽ hướng dẫn các bạn chức năng đầu tiên là chức năng gọi. Gọi này có nghĩa là mình không phải gọi điện thoại mà là gọi đến các màn hình trên ví dụ trong một cái tòa nhà hay là một nhà mà có 4-5 màn hình đó thì mình sẽ gọi, ví dụ gọi là 1-2-3 hoặc là 4-5 các thứ. Mình gọi đây, để mình bấm phím và mình nhấn nút gọi thì nó sẽ gọi đến màn hình thứ hai ở tầng 2, màn hình thứ ba ở tầng 3, màn hình thứ 4 ở tầng 4. Đấy. Đây là bản quay cuộc gọi, chỗ này là danh bạ. Đấy. Tiếp theo là nhật ký cuộc gọi. Các bạn bắt trở lại luôn này. Phần thứ hai là tin nhắn, mục thứ hai là tin nhắn. Các bạn nhấn vào đây. Nếu có tin nhắn thì nó sẽ hiển thị ở đây, thông báo tin nhắn hiển thị ở đây. Đấy. Hình ảnh, tin nhắn hình ảnh. Tiếp là mục xem trực tiếp. Đấy. Xem trực tiếp thì các bạn nhấn vào xem trực tiếp, nó sẽ có cái ô là chạm cửa chính đây, tức là cái nút nhấn camera gọi cửa của bạn ở đây. Đấy. Ví dụ mình nhấn vào đây thì nó sẽ ra cái nút nhấn camera để bạn có thể gọi. Nếu các bạn gọi thì coi như bạn nhấn vào nút xanh. Các bạn mở khóa điện thì nhấn vào biểu tượng mở khóa đây. Và chụp ảnh màn hình đây. Đấy, chụp ảnh màn hình đây. Nó sẽ có ở đây. Quay lại. Ngoài ra chúng ta cũng có thể liên kết đến camera IP của Vision để các bạn xem hình ảnh camera trên màn hình chuông cửa này. Cuối cùng là phần cài đặt. Mình nhấn vào cài đặt. Nó sẽ có rất là nhiều những tùy chọn. Tùy chọn về âm lượng, về thời gian, các thứ vân vân. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chú ý là cái phần mà cài đặt wifi để các bạn kết nối mạng cho nó được thuận tiện hơn trong trường hợp mà các bạn không đi được dây mạng. Ở mục đầu tiên là các bạn thiết lập các bước nhạc chuông rồi là cuộc gọi các thứ nhé. Cái này thường là để mặc định. Đấy, thứ hai là phần kết nối wifi. Ở đây mặc định là sẽ tắt chức năng kết nối wifi đi thì các bạn nhấn vào biểu tượng này để mở nó lên, mở lên và sẽ tìm những địa chỉ wifi. Đấy, tìm địa chỉ wifi, bạn chọn cái địa chỉ wifi nào đó, sau đó bạn nhập mật khẩu vào. Đấy. Và nhập ấn OK thì là nó báo thành công là OK, báo đã kết nối là được. Phần thứ ba là phần các phím tắt, cài đặt phím tắt. Đấy, gọi thang máy, báo động, gọi trung tâm giám sát, để lại tin nhắn. Cái những cái phần này là phần thiết lập nâng cao để cho nhân viên kỹ thuật lắp đặt, hoặc bạn có nhu cầu cao hơn nữa thì sử dụng ở đây. Cài đặt mật khẩu, bạn có thể là thay đổi mật khẩu của màn hình. Đấy. Thời gian ngày tháng này. Thời gian ngày tháng. Ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ. Đấy. Điều chỉnh độ sáng màn hình. Tối này 40. Đấy, mình sẽ điều chỉnh độ sáng xuống còn 30, 60, 70. Phần dưới cùng này là phần thẻ từ. Nếu bạn có liên kết thẻ thì nó sẽ có ở đây. Cuối cùng là các bạn sẽ có một số mục cấu hình mạng. Đầu tiên là phần cấu hình. Đấy. Khi vào phần này thì các bạn phải nhập mật khẩu kích hoạt thiết bị ban đầu. Đấy.
Nó giống như cái lúc mà các bạn thiết lập đầu tiên, ở bước đầu tiên sau khi kích hoạt đấy. Đây là phần thông tin. Tiếp theo phần cấu hình mạng này. Cấu hình mạng các bạn thay đổi. Các bạn có thể thay đổi nhé. Thay đổi tất cả các mục này. Địa chỉ IP, nội vùng cũng như địa chỉ IP của máy. Mã mạng nhánh, tức là tiếng Anh là slant mask. Cục kết nối là default gateway. Đấy, địa chỉ DNS 1, DNS 2. Tiếp theo một quản lý thiết bị, phần mở rộng trong nhà đây. Phần này là phần các bạn liên kết đến camera gọi cửa. Đấy. Ví dụ như camera gọi cửa nó địa chỉ IP bao nhiêu thì bạn điền nó vào đây. Đây nó tự động tìm kiếm rồi. Các bạn thay đổi địa chỉ IP ở đây trên màn hình này. Trong trường hợp mà cái nút nhấn camera của bạn có thay đổi. Xong cái phần cấu hình thì các bạn chuyển xuống mục dịch vụ cài đặt HayConnect. HayConnect để xem trên điện thoại di động. Đấy. Ở chế độ này các bạn phải để chế độ kích hoạt. Chúng mình xem được từ xa nhé. Và các bạn sử dụng cái ứng dụng HayConnect trên di động. Các bạn quét vào mã code đây. Để được kết nối đến cái màn hình này. Và sử dụng cái điện thoại đó tương tự như một cái màn hình chính này. Thông tin thiết bị này, nó có gì, mã gì. Mã của máy, phiên bản bao nhiêu, firmware bao nhiêu đấy. Khởi động lại thiết bị. Google khởi động lại thiết bị. Trên đây là cái giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái màn hình chuông cửa IP của Hikvision. Đây là mình có một cái bài hướng dẫn chi tiết về cái màn hình riêng, còn lại hướng dẫn chi tiết cách kết nối hệ thống thì mình sẽ có cái video sau. Thì các bạn, mời các bạn xem video tiếp theo phía sau của mình. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như là hệ thống chuông cửa có hình chuyên nghiệp uy tín thì mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến hotline 0988 803 283 qua SMS hoặc là Zalo. Đấy, mình sẽ trả lời cho các bạn. Video này mình cũng đăng lên YouTube để các bạn nhiều bạn được xem tham khảo hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.